từng oán trách em rất nhiều. Sao ngày ấy bỏ anh trong cô yêu? Anh từng nói với em rất nặng lời. Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi? Giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phận cho anh mà. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa no được đó. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Anh từng quán trách em rất nhiều. Sao ngày ấy bỏ anh một cô liêu? Anh từng nói với em rất nặng lời. Sao ngày ấy bỏ anh không chơi vơi? Giờ lớn hơn anh mới hiểu, anh cũng buồn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phận cho anh mà. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được đôi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Trong một bộ karaoke mà bên Tiki Audio đang thành nghị đến các bác và anh em. Vâng, đầu tiên đó là một đôi loa B3 thuộc dòng loa full bass 30, sở hữu một bass 30 và một chép kèn. Thì các bác có thể thấy được vừa hát karaoke một đoạn cho các bác, vâng, tiếng trung nó rất là sáng vì đây là dòng loa full chuyên nghiệp, được sơn sần màu nâu, kể cả e căng và khung thùng rất là chắc chắn, đều là màu nâu cà phê rất là đặc biệt. Vâng, sản phẩm thứ hai, bên em nay lên cấu hình đó là một cái đẩy WeWood D500, đẩy WeWood D500 hai kênh, đây là dòng đẩy công suất khủng 1000W một kênh và cho ra rất là ổn định. Đặc biệt đây là dòng công nghệ Grand AB, chạy rất là bền bỉ các bác nhé. Và sản phẩm nữa đi kèm với bộ cấu hình ngày hôm nay đó là một cái vang WeWood KM8 FX bản Pro. Vâng, đây là dòng vang sở hữu echo và dị vật, giá cực kỳ hợp lý để làm sao đưa các bác và anh em đến sở hữu một cái vang WeWood KM8 FX bản Pro này, nó chuyên nghiệp và đơn giản. Và sản phẩm cuối cùng thì là đó là một cái mic không dây cao cấp dòng 6 số phân khúc gia đình và cũng có thể chơi karaoke chuyên nghiệp. Tiếng mic bắt rất là nhẹ và sáng. Đó là cái thương hiệu của K900. Thì các bác có thể thấy 4 sản phẩm bên Tiki Audio vừa phối ghép và hát một đoạn nhạc karaoke rất là hay. Vâng, một cấu hình thật sự là rất là tốt để các bác và anh em sở hữu và trải nghiệm. Vâng, thì Tiki Audio ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp để trải nghiệm hoặc gọi điện theo 2 số hotline. Bên em sẽ ship đến tận nhà. Và đặc biệt là Tiki Audio nhận ship gốc toàn quốc. Vâng, 2 số hotline các bác có thể gọi điện trực tiếp nhé. Với cấu hình như thế này thì chúng ta không cần trầm luôn, và không gian 30-40m2 vì tiếng bass này là bass gần một xốp, cho chúng ta cái tiếng bass rất là mềm và sâu, rất là đầy đặn bởi một cái bản nhạc.
Vâng, thì sau đây em cũng xin phép được dừng video. Và bác nào mà cần tham khảo hay tư vấn thì các bác có thể gọi điện trực tiếp nhé. Vâng, một lần nữa cảm ơn các bác và hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.